anh em. Vào ngày hôm rồi, anh em nào mà trên Facebook thì cũng biết là mình đang muốn triển khai một cái dự án, đó là hỗ trợ cho đồng bào ở miền Bắc, cụ thể là đồng bào miền núi, sau khắc phục sau cơn bão Yagi. Thì thực ra thì hỗ trợ thì nó nhiều cách lắm, người thì có tiền thì cho tiền ủng hộ cho mặt trận tổ quốc, người thì có gạo, có lương thực thực phẩm. Còn mình thì hôm vừa rồi cũng thú thật là từ khi cơn bão này xuất hiện đến khi mà cơn bão này kết thúc và để lại những cái hậu quả rất là thương tâm, thì thú thật là mình lướt Facebook hay là TikTok hay là mọi thứ, đa phần là đều thấy những cảnh tang thương, chết chóc, rồi là mất mát. Cho nên là cũng nghĩ trong đầu là muốn làm một cái gì đó nó tốt cho đồng bào mình, đồng bào Việt Nam mình. Và chính vì vậy mà hôm vừa rồi mình có nghĩ ra một cái chương trình, đó là quyên góp áo đấu thể thao, để sau đó khi mà số lượng nó tương đối thì mình sẽ gửi lên cho đồng bào ở miền núi. Thì tại sao mình lại làm về áo đấu thể thao? Vì thực ra mình không phải là shop hay là buôn bán gì cả đâu, nhưng mà mình xuất thân là hiện tại thì vẫn đang làm phóng viên, và mình đã đi khá sâu vào cái ngành thể thao, và mình nhận ra rằng là mình nên làm một cái gì đó cho ngành thể thao, quyên góp. Khác với những cái đơn vị khác là họ sẽ dùng tiền, họ sẽ dùng quyên góp bằng lương thực thực phẩm hay là ủng hộ ngày lương. Tại sao lại là quần áo, áo khoác, áo thi đấu thể thao? Bởi đơn giản nó rất là tiện. Mình cứ lấy ví dụ thôi, như là những cái bộ quần áo mà mình được phát, mình trong Nam này thì đa phần là thường mặc áo cộc, đâu có mấy khi phải mặc áo khoác đâu. Nhưng mà chính vì vậy mà những cái lần mà được phát vậy, mình hay thường dư cái áo, mình hay gửi ra ngoài kia cho ba mình, mẹ mình mặc. Và sau này vài năm mình khi mà mình trở về thì mình thấy là ba mẹ mình vẫn dùng và khen ấm, khen đẹp. Thì mình thấy là cái ý nghĩa của cái áo này nó cũng rất là tốt, khi mà tiện lợi, nhỏ gọn. Và nếu như mà không quá mà lạnh thì mọi người có thể khoác cái áo đó mà theo một cái cách gọi là giữ ấm. Chính vì vậy là mình mới nghĩ ra một cái chương trình, một cái dự án, đó là quyên góp áo thi đấu thể thao của các đơn vị ở trong phía Nam. Và nếu như mà số lượng hay là chương trình đủ hay thì mình nghĩ là sẽ quyên góp được tương đối, ít nhất là 100, 200 bộ, 300 bộ. Đấy, chính vì vậy mà hôm nay có quay lại cái video này để mà chính thức phát động với anh em ở trên Facebook, thông báo với anh em Facebook về cái kế hoạch như vậy. Và mình hy vọng rằng là kế hoạch này sẽ được anh em vận động viên hưởng ứng. Và nói thật ra là mình đã huy động cách đây khoảng 4 ngày rồi. Thì rất nhiều đơn vị, thí dụ như đơn vị quận 5, họ còn quyên góp thêm kể cả là những chiếc áo còn chưa thi đấu cơ, của đội Lân Sư Rồng chẳng hạn vậy. Đấy, rồi là một số anh em ở bên Pencasilat. Cách thức thì sẽ là mình sẽ xin về, và sau đó thì qua một cái tiệm giặt. Tiệm này là hệ thống tiệm, 3 tiệm giặt là của nhà vô địch SEA Games 2015 môn Pencasilat, Diệp Ngọc Vũ Minh. Thì Minh nó sẽ là người thu gom thứ hai, và mình sẽ giặt là ủi hấp, tức là sẽ làm mới lại những chiếc áo. Bởi vì những chiếc áo thì sẽ có áo cũ, áo dùng rồi, có thể là áo rách nữa. Đấy, sau đó rồi thì mình sẽ có cái trách nhiệm đó là làm sạch sẽ những chiếc áo đó và gói ghém lại, tập kết lại, và sau đó thì chuyển tới đồng bào miền núi.
sau khi mà nhận thấy cái số lượng nó tương đối, tức là mình cũng chưa hình dung ra là khoảng 300 nó sẽ là bao nhiêu thùng, 200 nó bao nhiêu thùng, và lỡ 500 thì sao, thì mình sẽ tùy theo sức của mình sẽ vận chuyển, mình sẽ tìm những cái nhà hảo tâm, họ sẽ có những chuyến xe, hoặc là mình sẽ tự thân mình sẽ lên trên đó. Cho nên là hôm nay quay video này lên để thông báo với mọi người, và vừa cũng muốn là mọi người chung tay cùng mình. Thế anh em nào mà có đồ mà dư, mình nói là đồ dư nha, chứ mình không có bắt chấn lột mọi người, đồ áo quần áo dư thừa về thể thao thì hãy gửi cho mình. Thêm một cái ý nghĩa nữa là đó, mọi người biết là những chiếc áo khoác thi đấu thì thường có tên đơn vị. Ví dụ như là bọn mình hay mặc cái áo Thành phố Hồ Chí Minh màu xanh lá đấy, mọi người biết đấy, thì sẽ có chữ Thành phố Hồ Chí Minh sau lưng. Đồng Nai thì có chữ Đồng Nai, quân đội thì có chữ quân đội. Đó, thì hình ảnh về những cái đấy thì chắc chắn là nó sẽ có những cái hơi ấm về mặt tinh thần rất là nhiều. Đấy, thì đó cũng là một trong những cái ý định nung nấu mà mình quyết tâm mình thực hiện trong cái dự án lần này. Thì ngay bây giờ đây là mình đang đi Cần Thơ. Cần Thơ thì đang diễn ra giải boxing toàn quốc, đang thi đấu tại nhà thi đấu Cần Thơ. Thế nhưng mà hôm nay đã là ngày 17, 18 rồi thì các trận chung kết sẽ đánh ở ngoài trời, đánh ở công viên. Đấy, và mình sẽ chạy đến đó, thứ nhất là để ghi hình, để quay video. Ngoài ra thì mình sẽ dùng cái quan hệ cá nhân để mà thuyết phục các anh em, những ai mà không có Facebook của mình, những ai mà không theo dõi mình hoặc là không biết mình, mình sẽ vận động để mình xin được một cái áo nào đó cụ thể. Thế ngoài ra thì sẽ có thêm một cái giải đấu nữa mà mình cũng rất là quan tâm, đó là giải võ cổ truyền toàn quốc diễn ra tại Pleiku, Gia Lai. Lịch của mình sẽ là xong Cần Thơ là mình sẽ di chuyển lên Gia Lai và để chuẩn bị cho cái giải này. Thì võ cổ truyền cũng là sẽ thi đấu, đang thi đấu rồi, nhưng mà các nội dung đối kháng, nội dung mà mình quan tâm nhất thì đến ngày 20 mới diễn ra cái loạt trận đầu tiên. Thì mình hy vọng rằng là ngày 19 tháng 9 là mình sẽ đặt chân được đến Pleiku, bị máy móc hậu cần và những thứ nọ kia để chuẩn bị cho sự kiện khai mạc các nội dung thi đấu đối kháng. Thì hôm nay cũng chia sẻ lên đây với mọi người, hy vọng mọi người hào hứng và quan tâm đến cái chương trình của mình, và có điều gì nhắn nhủ thì mọi người cứ inbox thẳng cho mình sẽ ghim cái số điện thoại cá nhân và trang Facebook cá nhân lên để cho mọi người có thể quan tâm theo dõi. Và biết đâu ở trong những khán giả mà xem kênh thì sẽ có những anh em vận động viên họ hiểu được cái ý nghĩa của chương trình và sẽ đồng hành cùng với mình trong chương trình lần này. Ok, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúng ta sẽ bắt đầu chiến dịch này bằng việc là những cái video đầu tiên về Cần Thơ, về miền Tây, Bảo Trắng nước trong, và sẽ bắt đầu đi thu gom áo khoác thể thao. Mình không nhận tiền nhé, mình chỉ thu gom áo khoác thể thao cho bà con miền núi, những người mà trực tiếp lĩnh cái hậu quả của cơn bão Yagi, cái mà rất là tang thương đất nước ta trong những ngày vừa qua. Cảm ơn mọi người.